đây là cơ hội dành cho các đội sân một, đó là một bóng dứt điểm từ xa của cầu thủ vào số 7 Hữu Thạch. Tình huống đưa bóng đi lên trời, ra đám đích. Chỉ lấy bóng góc theo. Ừ, sau đó là đội tuyển công tốc đến từ đội vàng số 7. Đủ chuyện báo hình. Bóng bắn cò. Rồi, dành cho tôi. Vừa rồi thì Hữu Thạch đã có cơ hội cầm thứ hai. Cơ hội dành cho số 3, cứu sâu hơn. Cơ hội, quá nhẹ. Bóng bắn cò. Lúc này đã có bàn thắng kia. Hữu Thạch đã có thể kiệt tẩy sau tình huống mà đồng đội của anh đã bỏ lỡ một cái đường mặt. Lúc kia lăng tay quyết định quá nhẹ. Bóng chạm vào vầy của Minh Nghĩa, số 3 Minh Nghĩa vẫn. Hey!